Hôm nay mày ở đây cả ngày, đừng có đi đâu nhá. Thì em ngày nào em chả ở đây, em ăn biên chế ở đây, em có đi đâu đúng không anh? Phải nói cho nó mất quan điểm. Thì anh bảo là mày phải để mắt đến cái Vân, đừng để cho bất kỳ ai làm vào xung quanh nó. Có biến gì vậy? Còn Vân bị làm sao? Hay thằng nào nghịch đó? Hả? Em hỏi cho anh cứ trả lời, sao mà anh cứ im im thế nhỉ? Anh rất hay có cái kiểu gieo đau thương để bỏ bê nhá. Thế có cái chuyện gì đấy cứ nói với em làm sao mà anh cứ phải im 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 đi. Bây giờ cứ dê người ta đi vào ngõ xong rồi rẽ phải xong đi về. Thế bố ông nào mà chịu được? Cứ lầm lì lì. Anh ơi! Anh làm sao ấy à? Không biết thằng nào mà lần luôn. Người đàn ông nói nhiều nhất Hòa Bình.